Bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn không có khôi phục lại lúc trước hoàng kim cổ thụ trình độ, cũng là bởi vì sinh mệnh năng lượng chưa đủ. Lần này đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng là hiếm có cơ hội tốt. Vừa mới mọc ra từ sinh mệnh cây non bên trên bắt đầu sinh trưởng ra thành từng mảnh màu xanh lá cây. Nhàn nhạt lục kim sắc hào quang cũng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh khích tán mà ra. Chỉ thấy cái kia lục kim sắc hào quang những lờ đi qua, lúc trước đã biến thành màu cho tàn sắc thố địa ca ra một lần nữa tỏa sáng ở sinh cơ. Bắt đầu có thật nhiều thực vật mọc rễ lại mầm, chui từ dưới mặt đất lên mà ra. Tuy rằng chỉ là cực hạn tại đây một cái ngọn núi phía trên, nhưng mà cuối cùng là để cho cái này cực bắc hoàn nguyên lại có một cái tràn ngập sinh mệnh khí thức khu vực. Đúng vào lúc này, Đường Phổ Lân sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn kỳ càng cảm nhận được xa xa chuyển đến chấn động. Cái này chính là hắn vô thức mà vỗ đầu của mình nhìn lại, nhìn thấy xa xa mảng lớn thâm niên sinh vật lại đi bắt đầu chuyển động giống như nước lũ. Đường Phổ Lân khóe miệng lúc này không khỏi co giật thoáng một phát, thầm nghĩ, sinh mệnh cổ thụ, sinh mệnh cổ thụ, người này lấy ra một gốc cây sinh mệnh cây non qua, thật đúng là thầy chúng ta tìm hiểu ra phiền toái. Thâm viên sinh vật liền tính chính là thuần vệ hết thể sinh mệnh năng lượng, vô luận là cái gì hình thái sinh mệnh năng lượng đều là đồ ăn. Cấp thấp sâu thuộc sinh vật này cũng không có gì trí tuệ, bọn hắn chỉ có sinh tồn bản năng. Sinh mệnh cây non là một cái vị diện sinh mệnh bản nguyên ký thức, cái kia hạng gì thuần túy. Lúc mà thâm viên sinh vật khoảng cách gần ra mà cảm nhận được nó có khí tức, bọn hắn căn bản không cần tiếp cận ra mệnh lệnh, đến ở đây trước tiên, liền hướng về bên này phát khởi ra điên cuồng trùng kích. Nói một cách khác, bây giờ sinh mệnh cây nón trừ thủ hộ Đường Vũ Lân bên ngoài, còn nhiều thêm ra một cái mùi nhử nhiệm vụ. Ngàn vạn sinh vật cuồng màng trùng kích mặt đến, cái kia khí thế cường đại vẫn là tràn ngập xà lực áp bách. May mắn Đường Phố Lân bọn hắn lúc này ở chỗ Xuân Phong là lên trên bên này cao nhất một cái ngọn núi, cũng đã khoảng cách thông minh sinh vật xa nhất. Mới vì cực hạn đấu la nhìn xem Đường Phố Lân nhãn thần cũng không khỏi trở lên có một chút cổ quái. Đường Phố Lân cũng không khỏi cười khổ. Không phải ta gây lên, nhưng mà nếu như bọn hắn đến rồi vậy thì thu thập hết đi. Nhã Ly nói, Vũ Lân, ngươi ở nơi này trông coi sinh mệnh cây non, sự tình khác sao cho chúng ta, không muốn đơn giản ly khai nơi đây. Tại viện quân đến trước, người như trước không có động thủ lần nữa rồi. Đường Phố Lân há to miệng, muốn phản bác có thể hắn cũng biết rằng chính mình nói không lại mẹ nuôi, dứt khoát không có đưa ra phản đối ý kiến. Hắn triệu hoán ra chính mình hoàng kim long thương, đồng thời phun ra một đoàn ám kim sắc hào quang. Chính mình không thể chiến đấu, như thế nào cho hồn linh đi chiến đấu tổng không có vấn đề. Chỉ thấy cái kia ám kim sắc hào quang trên không trung lúc này nhanh chóng biến lớn, chẳng qua là một cái lát sau biến liền thành ra một cái thân cao vượt qua 100 mét quái vật khổng lồ. Nó mở ra ở sau lưng hai cái kia đôi cực kỳ lớn lòng rực, sắp tới đem hạ xuống mặt đất. Thời điểm đó, làm sao một cái nhìn về phía trước trượt động tác, cứng rắn mà ở trên không trung dừng lại một chút, lúc này mới rơi trên mặt đất. Ám kim sắc khí tức này theo hắn ở trong miệng phủ lên trên mà ra, chớp mắt bao trùm ra phía trước mảng lớn khu vực. Khí tức những lời nó đi qua, thâm niên sinh vật không khỏi hóa thân thành màu xám đen ký liêu lên không dựng lại. Bên kia trên đỉnh núi, Đường Vũ Lân lúc này sớm đã sâu lên trên cao hoàng kim long thương. Hắn trước người sinh mệnh cây non đem một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng rót vào ở trong thân thể của hắn. Hắn làm hoàng kim long thương hoàn quang ra trở lên càng phát ra sáng chói. Cái kia lục kim sắc vòng xoáy cũng tiếp theo xuất hiện ra ở trong không trung bên trong, xuất phát ra cường đại lực lượng hấp dẫn. Bốn vị cực hạn đấu la cũng không có đều ra tay. Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ nhiều trước lưu lại Đường Phố Lân ở bên cạnh bảo hộ lấy hắn. Thánh Linh đấu la Nhã Lệ chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển toàn trường. Hai vị thái thần cự viên gia tộc cực hạn đấu la cùng với Đường Vũ Lân phách Vương Long cùng một chỗ đầu nhập vào trong chiến đấu. Xa xa phương Bắc quân đoàn các tướng sĩ thấy thượng miền đại quân tại như thế này thời gian ngắn ngủi sau, vậy mà lại phát khởi công kích giật nảy cả mình. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện ra, phe mình thể hiện ra thực lực tăng thêm thực sự kinh khủng. Thái thần cự viên chính là cường công hệ vũ hồn trong kinh khủng nhất võ hồn một trong. Huống chi là ở chỗ này chính là hai vị có được thái thần cự viên võ hồn cực hạn đấu la. Cho dù thái thần cự viên chi vượng nhị minh ở chỗ này cũng bất quá chỉ như vậy. Bọn hắn dùng phương thức chiến đấu là trọng lực khống chế, chấn động lát bấy, đem những thứ này đơn giản gần nhất trực tiếp dùng kỹ năng, dùng tại thâm niên sinh vật trên người tại phù hợp nhất.
Thâm Miên Thông Đạo mở ra thời gian dù sao vẫn còn tương đối ngắn ngủi, cường đại thâm miên sinh vật còn không có xuất hiện. Những thứ này ở trong cấp thấp thâm miên sinh vật lại thế nào chống đỡ được cực hạn đấu la công kích đấy? Nhiều tiếng bén nhọn kêu to không dứt từ trong phương xa vang lên, khiến cho đang điên cuồng xông về phía trước thâm miên sinh vật xuất hiện ra chần chờ. Tuy nhiên thì lúc mà bọn hắn cảm nhận được ở bên trên đỉnh núi sinh mệnh cây non tản mát ra lồng đậm sinh mệnh khí tức, lúc đó con mắt liều lĩnh về phía trước vọt tới trước. Đây là bọn hắn bản năng, cái này là cấp thấp thâm miên sinh vật bản năng. Đường Vô Lân ở trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem đại lượng sinh mệnh năng lượng bị cắn nuốt, tuyệt đối thỏa mãn. Sinh mệnh cây non về sau, hắn Hoàng Kim Long Thương cũng chỉ là cần làm một cái chạm trung chuyển thôi, năng lượng liền sẽ tự nhiên mặt như trước là bị sinh mệnh cây non hấp thu đi, đều không cần đi qua thân thể của hắn, hắn cũng không sợ ở trong cơ thể năng lượng bão hòa vấn đề. Sinh mệnh cây non sẽ càng mỗi một lập tức hồi quỹ lần nữa một ít sinh mệnh năng lượng, tuy rằng rất ít nhưng mà cực kỳ chân quý, bởi vì đây là vị diện cấp độ sinh mệnh năng lượng, loại này năng lượng cấp độ cực cao đã có trợ nó trợ giúp. Cần hắn kỹ càng cảm giác được chính mình sinh mệnh cấp độ đang nhanh chóng tăng lên, mà hắn hồn lực cũng đã nhận được ra tầm bố. Đường Phụ Lân bản thân đã 98 cấp siêu cấp đấu la, mà từ 98 cấp đến 99 cấp, đối với siêu cấp đấu la mà nói, luôn luôn là một bước lên trên trời tăng lên, nhưng cũng là gian nan nhất đột phá. Từ siêu cấp đấu la cấp độ bắt đầu, mỗi tăng lên trên nhất cấp đều là một loại thăng hoa, cho nên cao nhất cấp sinh mệnh cấp độ cũng sẽ không giống nhau, mà từ 98 cấp đột phá đến 99 cấp, cái kia là bay vọt về chất. Tại viễn cổ thời đại, cực hạn đấu la cảnh giới bản thân chính là vì cuối cùng đột phá thành thần làm chuẩn bị. Cực hạn chỉ cần có cái thần thể này là có thể thuận lợi thành thần, có thể nghĩ cái này là cấp độ tầm quan trọng. Mà muốn hoàn thành biến chất, từ trong siêu cấp đấu la đột phá đến cực hạn đấu la, quá trình này là cực kỳ khó khăn. Đơn này mà nói, hồn sư tuyệt đối luyện tới 98 cấp về sau cũng đã rất khó đi qua tu luyện đến về thăng chính mình thể chất rồi. Cần không ngừng mà cảm ngộ thiên địa, khiến cho bản thân hết thảy thăng hoa, biến hóa, từ đó thực hiện ra một loại tự nhiên diễn biến ra phàm nhân thể chất quá trình. Loại này tăng lên trên thần hồ kỹ thần, mỗi người tăng lên trên phương thức đều không giống nhau, cho nên đến lời này cái tầng diện về sau, thậm chí không ai có thể dạy bảo người hắn là như thế nào đi làm. Ngộ tính khả ngộ bắt khả cầu, còn phải có nhất định vận khí mới có thể cuối cùng trở thành cực hạn đấu la. Vì này siêu cấp đấu la không phải dùng cực kỳ dài dằng dặc lúc trước mới bước ra bước cuối cùng này. Mà giờ khắc này, Đường Phụ Lân ở trên người xuất hiện ra tình huống xác tưởng cũng bất luận cái gì một vị siêu cấp đấu la đột phá lúc tình huống đều không giống nhau. Bởi vì hắn đã thành tiến hành ra biến chất cùng với thăng hoa, cái tốc độ này tuy rằng rất chậm, lại cũng bình thường 98 cấp siêu cấp đấu la khó có thể tăng lên trên hồn lực tình huống hoàn toàn bất đồng. Nói một cách khác, hắn vì sinh mệnh cổ thụ cung cấp ra khổng lồ sinh mệnh năng lượng, sinh mệnh cổ thụ hồi quý hắn bản nguyên sinh mệnh năng lượng thì lại trực tiếp giúp hắn hoàn thành ra cái này biến chất quá trình. Chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh năng lượng, hắn liền cứ như vậy trực tiếp gia tăng lên trên tới cực hạn đấu la cấp độ cũng không phải là không thể. Hơn nữa loại này tăng lên trên tuyệt đối không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, là cùng với A Nhi Hằng vô lậu kim thân đồng cấp tăng lên. Đường Phụ Lân ở trong lòng thầm than, điều này chẳng lẽ chính là ở trong truyền thuyết không làm mà hưởng. Thế nhưng mà cái này không làm mà hưởng, cảm giác thật sự sảng khoái. Thật sự không làm mà hưởng, đương nhiên không phải, vì ngày hôm nay hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chính xác là lúc này có thể xem như hắn mùa gặt, hoặc là mặt khác, loại này thu hoạch còn không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chính thương cường đại thâm biên sinh vật cũng là bởi vì thánh linh giáo các cường giả còn chưa tới đến. Lương tựa theo lấy phương xa kêu to âm thanh trở lên càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, trung đẳng cấp độ thâm biên sinh vật bắt đầu chậm rãi lùi bước, bọn hắn lùi lại tốc độ 10 phần chậm chạp, hiển nhiên hay vẫn là không quá nguyện ý bỏ qua sinh mệnh cây non, tản mắt ra sinh mệnh khí tức, mà là cấp thâm cấp độ thâm biên sinh vật nhiều trước, tại không muốn sống mà xông về phía trước, sau đó hóa thân thành sinh mệnh cây non chất dinh dưỡng. Chẳng qua là đáng tiếc hơn, những thứ này cấp thấp thâm biên sinh vật có thể mang đến sinh mệnh năng lượng cấp độ rất thấp, hơn nữa có một chút ít, bọn hắn số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có rất lớn tác dụng. Chiến đấu rằng co không đến nửa giờ, thâm biên sinh vật ở tổn thất đại lượng cấp thấp này chiến lực sau rốt cuộc là đại rút lại, hơn nữa lần này lưu về phía sau càng thêm nữa hoàn toàn, thối lui đến chỗ xa hơn, hiển nhiên là sợ bị sinh mệnh cây đòn hơi thở ảnh hưởng, đây coi như là một lần nữa đến từ chính loài người nghịch tập.
Phương Bắc quân đoàn phương diện tiếng hoan hô lúc này như sấm đông, nhưng Đường Vũ Lân lại không vui. Không hề nghi ngờ, sinh mệnh cây non tồn tại theo bên sinh vật đã phát hiện ra, đây là chúng nó tất nhiên cần phải cho đi thống khoái tồn tại. Tiếp xuống sẽ có như thế nào cường đại theo bên sinh vật xuất hiện ra sẽ rất khó nói. May mắn không có chờ đợi thời gian dài như vậy, nhóm đầu tiên viện quân cuối cùng đã tới, làm cho bầu trời xa xa vang lên trên từng trận như sấm nổ vang âm thanh, cũng thì là rung động ra một màn xuất hiện. Ước chừng là vượt qua 300 cái đài hình hồn đạo máy bay vận tải xuất hiện ra ở trên bầu trời, lần lượt từng thân ảnh từ trên trời sáng xuống, mở ra dù để nhảy, chậm rãi rơi hướng ra phương bắc quân đoàn bên này trận địa. Này từ trên trời sáng xuống không chỉ là có binh lính bình thường, cơ giáp còn có thật nhiều nữa, nhiều cấp cao đại hình hồn đạo khí. Phải biết rằng, một trận đại hình hồn đạo máy bay vận hành ra liền có thể chịu tải 100 tấn hàng hóa vận chuyển. Đây là không tính cơ giáp dưới tình huống. 300 cái máy bay vận tải chở tới vượt qua 3 vạn xanh binh lính tinh nhuệ, 2 cái cơ giáp sư đoàn, còn có số lượng lớn trân quý vật tư, lại là tới từ Trung ương quân đoàn viện quân. Trung ương quân đoàn là cường đại nhất quân đoàn, trực thuộc ở Liên bang hội nghị điều khiển, cũng là có thể dễ sai khiến nhất ngay từ đầu tiên điều động quân đội. Đang tập trung vật tư, cô có hai cái tinh nhẹ giáp sư đoàn 6, cái này nhóm đầu tiên viện quân trực tiếp liền bay tới. Chỉ so với Đường Vũ Lân, bọn hắn là chậm mấy giờ mà thôi, nên là liên bang có khả năng đạt tới nhanh nhất hiệu suất.